qua đi. Bác có bật cửa ngoài này không? Qua thì cạo cho nó. Da của nó phải có lún phún lá lông lông chứ, bây gọi là sưng. Khi nào mà nó già rồi nó thành sưng thì hết rồi. Bộ của anh không thua kém gì đâu. Bộ của anh nó cũng không thua kém gì. Nó như nhau hết. Chẳng qua cái kia ngắn hơn thôi. Chất lượng thì nó như nhau. Cho một nhát rồi đừng ngay. Vừa rồi ngâm củ đăng xong to quá mà mãi chả thấy từng quạt ra mình chặt mình mấy ra xong mình chẻ đi nhanh. Còn một cây thằng con trai bảo mãi bảo mày đem mày ngâm đi, nó bảo bố lên ngâm để lâu quá rồi hốt lên nó bị sốt, nó hốt hỏng củ. Đinh Lăng, em bác để bao nhiêu năm? Ôi, nó bảo 8-9 năm rồi. 8-9 năm như nhà em và bố nhà em cũng là 10 năm á. Thế nhưng mà đất của tôi nó là đất sỏi cơ. Thế nên mình hút nó sốt bắt. Nó hỏng một cố. Xuân lâu quá nó xuân đi. Nếu mà đất trên kia thì nó được lâu. Xuân đi. Đất đi là nó sốt, bất đi là đi. Cái cây Đinh Lăng nó mình có thể chèo được. Ở chỗ đất tốt thì nó ấy, không chỗ nó 21 năm cơ mà. 21 năm thì chả gì nhập. Nó bảo là mẹ cái đấy nó còn tốt hơn sâm. Thật. Thế nhưng mình nào ai biết được. Sâm thật không, tốt thật đấy. Nó bảo nhiều người ở đào xuống này là thối bố củ cải à. Nhiều người bảo là để lên.
đâu xong nó đào lên và bạn sẽ coi. Tùy đất để lâu, nó như định cái cây xoan của mình trồng. Nếu mà ở đất sỏi thật là nó lên nói rất nhanh, nhưng mà nếu không chủ định đến là nó sẽ bị rộng nào. Mà có cây nó xốp loại nâu quả già xốp loại. Đây là rượu hương đấy, em tắt lửa cái rượu hương thôi. Em đây, ngâm một cái ấy đấy. Chắc
ra rửa đấy. Vấn đề em là thái thì em lại không thái chuyên bằng ông chồng.